Thế cũng đang đá vậy, đang đá nồi chứ muốn đang nhảy quê đánh ăn một diều lúa diều cồn vậy. Mũi đó cái nhảy nồi có đá không? Dạ. Mình chấp nồi là nồi chấp mình. Mình chấp nồi á. À, không đá nữa. Vậy. Vậy đỡ ông kia lên. Dạ, đấy đỡ lên muốn đông luôn. Đá cứ đang đá cứ đá vậy, nồi đá đá mà ăn xong quay lại đá nồi cái vậy luôn. À. Một cái cửa vô mét vậy rồi. Cứ bét rồi, chinh bét lên rồi ấy thà xuống nó ăn nữa thôi cha. Một hồ cho bét hai lần nữa ấy không mà vậy. Bét lên vậy thôi, ngồi xuống vậy, nó ăn rồi vậy thôi, đưa đá luôn. Đá âm âm để cứ ăn lại em. Ăn no xong quay lại đá. Trời nội tâm thuốc rồi cháu không hề. Sợ gì vậy? Thế là bác là nhỏ hơn ba, nhỏ hơn những thiên nào, những ba nhỏ hơn những thiên nữa. Ừ, thiên mày thì tìm tóc đen nhố rồi được, chứ tóc bạc này thôi. Đấy, hôm bữa ông biêu đấy, mày nhố tóc đen cho tao, mày nhố tóc bạc hết đâu tao. Hôm bữa còn kéo ông lại mà chặt à. Quảng nhà đi à, đâu rồi bà? Nó đi ra chỗ trồng hiêu đó. Thấy là... thấy không? Thấy. Mấy ai có như ăn ngầu nó ăn một nhiều thực phẩm xong rồi. Có cơm mì chó đuổi đất rồi thì chắc nó ăn rồi chứ. Có ăn thực phẩm được bữa được bữa no xuống đi dỗ được chứ có sao. Còn con nào dưới nữa không? Kìa. Còn bữa con bò còn con nãy bắt lại. Còn đi kiếm lúa anh. Bữa nay về sớm là coi cái tặng nó số trong đầu đơn kia này nó khách chứ. Đá nặng chân lắm. Nay à. Sao không hay bữa đấy nay trời lạnh, nếu mày lạnh lạnh rồi. Đóng cái cửa vô cũng cốt nghỉ xuống không? Rồi hồi đá ngày kia mất ngon mấy mà cái con gà mất đấy nó xuống nó lại ăn đồ mới ác chứ. Gà kiệt cái xì lông cái rồi hay bỏ cái này. Biết đâu, lỡ mình xuống mình thua rồi sao? Nó xuống này. Nó xuống nó gặp gà dơ. Còn mình xuống gặp gà kết hơn nữa. Đâu phải cái mình hay là hay gì đâu. Mà con này hầm lứa với gà ba mấy con cho bán không kìa? Không. Khác đi. Con gà mùng dâu mà. Thì cái đá to cái mặt vậy rồi á. Con này chừng chứa độ quản lý chân dài đồ. Xong đợt đai nó cho quản lý chân dài rồi. Chân dài đó rồi. Kiếm con. Còn dài với gà đó chứ còn nằm lệ. Mình chơi mình có hội có thiên à, nhiều người chơi có ấy được đem số rồi nó vui. Cho mình lúi lúi mỗi lần mà kiếm số cũng có mệt lắm. Mình sao không có tôi thi đồ đại mà tôi thấy ống xuôi với cả mình. Trời ơi giỏi anh, trời mất mét anh. Ở dưới tao không thèm. Thì mà tao không dám. Bữa đá gần thi anh, phải không? Dạ. Bữa đá gần thi anh. Thôi. Dạ, đá ra chủ thi luôn, chủ thi thì đi đó, bài đi đó. Cũng thi bán trong hồi. Không, hai thịt nuôi chung. Hai thịt mua chung thì nuôi luôn. Con hồi nào? Hồi con ông thương ở trong chợ ấy. Thương tín. Dạ. Yeah. Cái thằng đúng rồi.
nó hỏi kêu bữa biết giờ tao đưa mày 500 mày mua cha gà thu mày mày xuống mày làm gì mày làm hư con gà tao. Gà là mấy hồ? Ba hồ bón gà luôn mà sao giờ nuôi lại. Tiếc này. Gãy hết mà sao bữa gì xuống ăn gà lai. Đang đồng giá ngay kia bỏ chạy.